Tắm gì buổi sáng thì thường mọi người làm gì? Ăn sáng. Cầm cái thang ngồi ngủ. Thì chúng tôi đi quẩy. Đây là cái vai diễn mà Minh Hằng đang cảm thấy hứng thú nhất. Mình đang rất là hào hứng cho cái vai diễn lần này. Và rất là mong là cái vai diễn của mình nó cũng sẽ chạm được đến trái tim của tất cả mọi người.